Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Cuốn video này Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn buổi họp mặt đầu xuân và buổi họp về hội đồng gia tộc họ Lê tại nhà thờ họ Lê tộc, làng Bá Dương Thị, huyện Hồng Hà, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Báo cáo với toàn gia tộc nhà ta trước vào nền lễ để kính nể và dâng hương mời tổ tiên về tại tiền đường để hối hưởng, sau đó là được âm phù dương trợ để phù hộ cho tất cả các gia đình trong gia tộc nhà ta từ nam ra bắc, từ các ngả các nơi ăn nên làm ra tiến tới mọi việc được thắng lợi, con cháu đàng hoàng học hành tiến bộ đăng khoa. Khi nào các cháu mà đã đăng khoa thì về tại tiền đường để ghi vào sổ ạ. Thì bắt đầu này thì tôi ta tập trung tất cả vào thì tôi sẽ tuyên văn sớm để kính thỉnh tổ tiên. Cô nữa thì chớm lắm cũng nhá. Từ đường tu lễ dương hương kính thỉnh tổ tiên quý đình Lê tộc tử tôn hậu duệ thượng hạ nhất tâm sắm lễ cẩn dĩ cụ soạn hàn âm tư sinh tư tình phù lưu thánh trước thành bông hoa quả kim ngân trầm trà hương đăng đẳng vật thứ phẩm trì nghi cẩn chiều cáo vũ cùng đi
kính thỉnh cao tầng thủy tổ khảo, cao cao thủy tổ khảo, huynh trưởng lễ quý công hiệu từ phúc trường, quý nhật mùng 10 tháng chạp, cung thỉnh cao cao thủy tổ khảo, thứ đệ lễ quý công hiệu từ phúc vạn, quý nhật ngày mùng 4 tháng giêng, kính thỉnh cao cao thủy tổ tỷ, bùi quý thị hiệu dầu từ thái, quý nhật mùng 5 tháng 2, cung thỉnh hai cụ tổ chi hai, kiều kiều thúc tổ khảo, lê văn kiều hiệu thánh mai, quý nhật ngày 13 tháng 9, cung thỉnh kiều kiều thúc tổ tỷ, phạm quý thị hiệu dầu từ thái, quý nhật ngày mùng 10 tháng 8, kính thỉnh hai cụ tổ chi ba, kiều kiều thúc tổ khảo, lê quý công mỗi nhật ngày 20 tháng 3, cùng thỉnh kiều kiều thúc tổ tỷ, bùi quý thị hiệu, mỗi nhật ngày 19 tháng 4, đồng lai ấp kinh nhật tổ nhật tông tổ chỉ tổ ngành, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, thúc bá huynh đệ, cô di tỷ muội, lễ môn đường thượng, lịch đại gia tiên, thượng cao chi tổ, hạ tộc chi tôn, ninh thiêng đính ưng, về tại từ đường, chấp lễ chấp ai, cũng dùng hối hướng phổ đồ trì cho con cháu cháu dòng tộc họ Lê, gia đình tín chủ về văn chân, nhà nhà ấm no hạnh phúc thái an, vạn niên hương thịnh, nông sĩ chức dịch hiền hòa đức độ, thông minh đăng khoa, mọi nhà đoàn kết, trường tồn thuận địa, thực bái lễ thành, âm phù chi đại lực, kim cập kính dân, mai đồng mai hối hướng, phù cho gia đình tín chủ, cùng con cháu dòng tộc họ Lê hưng thịnh thế an, tài tăng lộc tiên, bách phúc huyền trần, nhất nguồn thọ cáo, thực nại âm phù chi đại đức gia, phục duy thượng hướng cẩn cáo lễ tất. Thank you.
Vâng, xong khi làm lễ và thông qua quy ước của dòng họ xong, tất cả chụp những cái bức ảnh kỷ niệm. Đây là những cái giờ phút mà rất là trọng đại nhất trong buổi ngày hôm nay. Vâng, cháu chụp ảnh nhá. Nào cháu đứng vào đi. Đứng vào hàng đi. Đứng vào hàng bác chụp nhá. Rồi. Thông báo với toàn họ ta, đây có một số quà để kỷ niệm cho tất cả gia đình, mỗi một gia đình một hộp đi ra, chứ không ai có hơn. Không ai nói gì cả, để còn thu vào trong này cơ mà. Ok, bỏ bớt đi, nó cao đây kia. Cho hai hộp nữa. Cho nữa đi. Nào lên, bê hai hộp. Sau bác mở một hộp ra để giới thiệu. Bỏ cái dây ra Vinh. Chế cái chữ dưới rồi, ông Kim ơi. Chế chữ dưới rồi. Thế rồi, kính tặc được rồi. Đúng rồi. Kính thưa các cụ, công, các bà, kính thưa toàn thể, các bác, các anh, các chị cùng toàn thể, các cháu trong họ. Hôm nay nhân ngày dỗ tộc của họ Nê, tôi là trưởng tộc của họ Nê, nhận quà của cháu Vinh ở miền Nam ra tặng quà cho các hộ trong gia đình họ Nê. Thế thì bây giờ xin mời các cụ rồi mỗi gia đình một bộ ấm chén, mang tình cảm uống nước nhớ nguồn. Bây giờ xin ông phát rồi, mời phần quà của hội đồng gia tộc họ Nê là có bộ ấm chén của cháu Vinh ở miền Nam ra tặng và có giáp vàng. Sau đây tôi xin tặng cho cụ Trấn là đầu tiên và các cụ, sau đến là toàn thể anh em trong họ. Tôi báo cáo với toàn họ, vinh dự hôm nay là cái ngày dỗ tổ và cháu Vinh là con trai tôi ở miền Nam nhà tài trợ cho họ nhà ta. Vinh dự tôi được nhận cái quà đầu tiên và tất cả các gia đình mỗi một người có một hộp như thế này, khi về pha nước uống nhớ ngày dỗ tổ và họ nhà ta, nhà thờ Lê Tộc sáng muôn đời, tất cả mọi người ta đều vui lên và làm cho nó đúng cái thủ tục và xây dựng cái họ ta càng ngày càng vững mạnh và đẹp đẽ hơn. Xin cảm ơn. Chiếc ấm này mang dòng chữ hội đồng gia tộc họ Nê, nhà thờ gia tộc sáng muôn đời, nhà thờ Lê tộc sáng muôn đời, nhà thờ Lê tộc sáng muôn đời.
Được rồi. Tập tâm giấy vào giấy của hai tờ đã nhận một. Hai tờ. Quá. Rồi. Còn ai lên để tặng tiếp đi. Đứng quay ở đây, hai người đứng quay ở đây. Ông đỡ. Hai tay ông ạ, để tôi chụp kiểu ảnh. Đấy, chụp cái này đấy. Chụp nhá. Xong rồi, cảm ơn cậu. Bà Tình. Rồi. Bà đứng yên, đứng đây được cái tiếng. Không, đây như là này. Bà đứng bên này. Đấy. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn ạ. Xong rồi. Chẳng bà. Đúng rồi. Cháu xin trước tiên là chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị, các em và các cháu. Hôm nay nhân ngày giỗ tổ cụ bà gia tộc họ Lê, cháu cũng là cháu gái của dòng tộc họ Lê, thì hàng năm cháu vẫn ngưỡng mộ về chốn tổ mà cha mình đã được sinh ra và lớn lên, rồi cũng sinh ra các con các cháu cho đến nhiều thế hệ. Hôm nay thì cháu cũng thay mặt cho các gia đình của các em cháu là có mặt để về thắp nén hương tưởng nhớ đến các cụ tổ của dòng họ Lê, của toàn thể gia tộc họ Lê, thì không biết nói gì hơn là chân thành cảm ơn các cụ tổ tiên trong gia tộc họ Lê đã sinh ra và nuôi dưỡng tất cả những người con, người cháu và người chất cho đến bây giờ đã có một cái nhà thờ do em Vinh cũng con của chú Trấn xây dựng nên cái nhà thờ như thế này, thì quả là chúng cháu cảm động vô cùng và cũng không biết nói gì hơn là chỉ biết gìn giữ cái đạo đức, cái nhân cách của người con, người cháu trong gia tộc họ Lê để xây dựng và bảo vệ tôn thờ nhà Lê càng ngày càng đẹp và càng ngày càng có một cái sự linh thiêng cho cả gia tộc của dòng họ Lê. Một lần nữa thì cũng xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị, các em và các cháu luôn luôn giữ gìn sức khỏe và luôn luôn có tinh thần để ngưỡng mộ về tri ân với các cụ tổ gia tộc họ Lê ạ. Vâng, như vậy buổi làm lễ và thông qua quy ước của dòng họ Lê cũng như là tặng quà kỷ niệm đã kết thúc. Đỗ Sinh xin dừng cuốn video này tại đây để chúng ta tiếp tục đi tham quan không gian khuôn viên nhà thờ với những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật rất là đặc sắc.